Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ, chiếc xuồng to đưa em về xóm to, chiếc xuồng bự đưa em về xóm bự. Xiên lá cành xiên qua cành lá, cành xiên lá là cành xiên qua, xiên lá cành cành lá xiên qua. Đen à? Ơ Đen! Đen! Dạ! Dạ mà mày đâu? Đây nè! Đây là ở đâu? Thì đây là đây chứ đây là đâu? Tao có thấy mày đâu? Tía! Chịu khó nhón lên cái thích cho liền à! Ờ, tao nhón rồi nè! Thấy chưa? Thấy rồi! Trời ơi trời! Con quỷ! Mày làm cái gì vậy? Đi tắm chưa? Mày tắm mày biểu tao nhón lên chi? Tự thế kia thôi thâu. Ê, mày tắm mà mày ca hát vậy rồi mày cứ trộm xóm lại coi mày tắm hả? Thì tắm mày ca hát cho trộm xóm tới đông vui chứ sao tía. Để con quỷ đi thiệt tình vậy á. Mày tắm lẹ lẹ ra tao biểu chút xíu coi. Tôi biết rồi. Xiên lá cành xiên qua cành lá. Hát nữa. Cành xiên lá là cành xiên qua. Lẹ đi mày. Tự tía. Sao cái gì cũng chậm chạp á. Xiên lá cành xiên qua cành lá. Tôi ca nữa. Thôi. Đất ơi trời, ở trong mày không gài nút mà đã bị gài chi vậy? Chuyện gì tía? Đứa nào làm hư cái vỏ đâu? Tôi đâu bí. Dạ, chỉ có tao với hai chồng mày à. Tao không làm hư gì đứa nào. Ai bí? Tường đậu đâu? Ai biết đâu. Cái gì nó không biết, chồng nó đi đâu nó không biết nữa. Ồ, cũng biết rồi. Hồi sáng nói với con là nó đi uống rượu. Nó buồn đậu nó uống rượu rồi. Ai làm nó buồn? Ai cho phép nó uống rượu? Hả? 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 Từ ngày hai đứa yêu nhau, mình ngủ chung bò. Từ ngày hai đứa yêu nhau, mình ngủ chung kho. Nằm nghe mùi cắn cái chà. Trời ơi, lần té xuống. Té này. Đi uống nước đi. Uống nước đi. Bữa nay tao phải nhậu. Nhậu cho nó đập cô cậu sủi luôn. Cho nó hết nói xấu nhà tao, nói xấu tao. Hay quá. Ai cho mày nhậu? Trời ơi, tía ơi, nó đâu có đi nhậu. Tía nó đi uống rượu thôi. Mày nín đi. Nhậu vô rượu mới thấy đồ ngu. Anh vuốt tóc em. Anh vuốt tóc em. Trời ơi, hay quá tía. Em chọc lóc. Anh nắm tay em. Cái giọt ta. Anh nắm tay em. Cái này giọt quá vậy. Trời, tay hình nào lông không trời. Cái gì vậy? Nó mấy gắn đang làm gì mà nó có tay? Ai vậy? Ông nội mày ra. Thằng nào hổn vậy? Hả? Ông nội mày ra. Trời ơi, tía. Trời ơi, tía. Trời ơi, nó xỉn rồi tía. Sao bữa nay con thấy nhiều tía quá vậy? Một tía. Hai tí, ba tí, có nhiều tí quá. Đậu ơi, đậu ơi, mày chín rồi, đậu ơi, đậu ơi, mày chín rồi, đậu ơi. Ai nói mày tao xịn? Tao tự tao không được tỉnh. Trời ơi, nó buồn quá, nó chín rồi, tí không? Con nói rồi, nó buồn. Mày còn rượu không? Ở đâu? Ở đây ba người nè, tao hỏi đứa nào làm hư cái vỏ của tao. Không có ai làm hư hết á. Tôi đập dẹp, tôi giục ra đường, tôi quăng ra đường đó. Nó quăng ra xa, thiệt xa tí. Nó tí. Cái vỏ tao bắt chim chép rồi. Sao mà đập cái vỏ tao? Bắt chim chép hoài à. Tôi biết không, mỗi lần đi xách cái này nè, đi ra đường á, người ta thiên hạ nó bu lại, nó cười vô mặt tía, nó chặn tôi, nó cười vô mặt tôi á. Làm gì cười? Trời ơi, tía, tía nó cười vui lắm á tía. Vậy hả? Ừ, nó cười vui lắm. Nó cười sao con cười sao? Nó cười gì nè? Ừ. Nó cười. Ừ, xong rồi nó cười. Xong nó cười. Nó cười vui vậy? Trời ơi, nó cười vui lắm. Trời nó cười vui lắm tía. Nó cười chuyện gì vậy con? Nó cười chuyện mà bắt chim chép á. Ừ. Thì bắt chim chép sao?
xong rồi rớt cái quần ở dưới á. Mày dắt tao mới nhớ. Bữa đó mày lết rồi bởi xình. Tao đi đi sợ tao lượm được cái quần. Đó, nó cười cái vụ cái quần đó. Mày ai đó? Nó chửi cái đầu mày, mày vui gì đâu không? Giờ mới biết. Tiếng hỏi con mới kể là chồng con đâu biết đâu. Con cười có gì đâu mà sợ tiếng. Vui. Tiếng biết không? Cả chòm xóm ai cũng cười hết là tiếng ơi. Tiếng nó nói sao cái cười nó sao? Cười vui lắm. Nó nói á, bữa đó là ông già chồng á. Là tía đó. Là tao nè. Thấy con dâu hết rồi. Nó nói vậy á. Trời. Nó nói vậy á, chồng nó nói vui. Vui đây. Đứa nào đây? Đứa nào? Thằng Tư nổ, thằng Sáu Lèo á. Nó nói, tí hỏi nó đi. Hình như cái chuyện này biết tùm lem hết trơn rồi. Đứa nói xấu tao. Hai cái thằng này chuyên muốn ăn cơm nhà thì nói chuyện thằng xóm nè. Tao đi bịt miệng lại. Ủa tía, tao bịt miệng nó lại. Mấy ơi, trời ơi, tụi tía già làm sao? Trời ơi, chứ còn nói cái gì đâu, cơm trời tao cho mất cười quá. Mày đánh đi, mày còn nói cho mày cười thì vui nữa hả? Mất cười. Cậu ơi, tao mắc cười thì tao phải cho tao quỷ, chứ sao tao mắc cười hết trời. Bữa đó mày con cái quần mày nó chặt như là thì đâu nó tuột cho bạn con có thấy được rồi. Tao đâu có biết đâu, giờ tới đi bụng miệng. Tới đi bụng miệng người ta hả? Mày đứng đây cười hả? Tới bụng miệng tao bụng miệng mày nè. Tao bụng miệng mày hết cười, mày cười vô duyên nè. Cười vô duyên nè. Mày bỏ miệng tao lấy gì tao ăn cơm, tao sợ bệnh miệng đó mày. Tao ăn xình, tao mày ăn xình luôn chứ mày khôn. Tao bụng miệng mày. Bụm miệng, không có kính gì hết à. Bỏ miệng ta miệng chua hả? Cười đi bỏ miệng kia bỏ mà. Mày nín đi, hết cười giờ tới khóc nữa. La nó đi. Còn mày nữa. Là. Ở đâu tới đây mày bụm miệng vợ tao rồi còn nhảy chuồng heo nhà tao, định ăn cắp heo hả? Heo trong chuồng có con nào đâu mà tao ăn cắp. Tí bán rồi, tí bán lâu rồi. Tao quên. Tụi bay cho tao ra ngoài đi. Ở trong đây nó hôi quá. Để mày leo ra đi. Ghê quá. Cái thằng này nó ngu dễ sợ luôn á Đen. Sao ngu? Nó ngu ghê. Đứng cho chuồng heo mà không chịu mang dép mày. Ý mày mới ngu nè. Sao ngu? Ở trong chuồng heo mà mang dép. Dơ dép tao hả? Trời ơi. Trong con nó vô chuồng heo mà nó sợ dơ dép mà sao? Chẳng thà dơ chứ không để dơ dép. Tao giữ của lắm. Sạch chuồng heo nhà tao bây giờ mày. Đưa nào phụ đỡ tao ra coi. Tao đỡ cho, tao đỡ cho. Mày buông ra, buông ra. Cậy nó. Nó dương, nó dương. Nó dương cái quần rồi. Cho mày rách quần mày luôn. Ai rồi. Tao quần. Mệt quá. Tao hỏi mày nè. Gì? Mày ở đâu tới đây? Tao là người ở thành phố. Thành phố? Ừ. Thành phố là ở đâu? Trời ơi. Con nhỏ này khùng rồi. Thành phố là ở thành phố. Chứ đâu vậy? Trời ơi, mày nói tao nó cái miệng mệt của mày ơi. Mày người thành phố hả? Ừ. Chờ tao một chút. Mày làm gì tao? Đậu đậu dây nịt nó đeo ở phía trước rồi đậu kỳ quá, ngộ quá đậu em. Ngộ vậy? Ngộ quá ta. Ở dưới này mình không có áo này mày ơi. Tao đâu phải người bình thường. Tao hỏi mày nè, người thành phố mày xuống đây làm gì? Tao đi đá. Đá? Đá. Đá gà. Đá gà, trời đá gà mày quẩy sao mệt quá. Đá gà? Ừ. Tại sao ở thành phố mày không đá mày xuống đây mày đá mày? Đá gà, bất cứ chỗ nào có độ đá gà là đá. Có tao. Trời ơi, mệt quá. Tao này, dân chơi mà mày. Dân chơi. Bạn của thằng Sáu Lèo rồi. Tao với thằng Sáu Lèo á, tao cũng biết thằng đó nữa đó mày. Biết không? Tao biết mày, thằng đó vui lắm á mày. Vui mụn nổ tao á. Thằng quỷ đó nó gạt tao là, nó kêu tao xuống đây đá gà đi. An ninh trật tự nó cái mà lo hết. Lúc linh rượt tao. Nó chạy mất tiêu. Nó bỏ tao lại. Sao nó sướng không? Sao mày khóc chạy? Sướng lạ quê rồi. Nó tệ hơn vợ đậu nữa. Cậu buông nó nói. Mày nói cái gì đậu? Mày im đi, tao hỏi nó. Mày nói cái gì tệ hơn vợ đậu mày? Tao nói thằng Sáu Lèo á, nó còn tệ hơn. Vợ. Trời đất ơi. Cậu gương nó quýnh nó mày. Vợ đậu nữa. Trọng Vương, chú thằng này nó nói cà lâm mà nó đi đúng á đậu. Cà lâm chứ bộ khùng sao không đúng mày? Mày nói nữa đi, tao. Mày vợ đậu sao mày nói tao nghe coi. Ý,
tụi bay không biết cái vụ vụ gì đó hả? Không gì kể đi. Tao nhìn tướng tụi bay là biết lù lù khô rồi. Tao không biết gì chuyện bạc thiên hạ. Còn giúp nữa. Tao kể tụi bay nghe, thằng sao lèo nó kể tao nghe. Tao cứ muốn bể bụng luôn. Trời ơi, thằng đó vô lắm ngoài trừ tao đó, thằng đó vô ghê. Thằng vô duyên, chưa kể đã cười rồi. Tao kể nè. Mày kể đi. Nói. Trời đất ơi, khùng vừa phải thôi mày ơi. Mày kể đi, trời ơi, tao nghe tao mệt quá là vợ đậu sao. Mày im đi để nó kể, trời ơi, sao mày nói hoài nó không kể được quá. Tao cười hết. Ủa mày á. Mày tao cười bể bụng luôn. Mày kể đi, kể. Tao cà lâm tôi cười hơi lâu chút. Trời ơi, cười cũng cà lâm nữa. Nó nói là ở cái sớm trên á, có hai cha con đi bắt cái bà chem. Trời đẹp. Ơi. Chép. Cái đứa con dâu nó khỏe mạnh, lanh lẹ đi bắt chép ở trước. Đúng rồi. Ông già lụm cụm đi bắt ở sau. Đúng rồi, mày nói đúng. Cái chỗ này mới vui đó. Con dâu nó trườn lên bãi sình, nó bị tuột. Tuột cái quần cái. Trời ơi. Chỗ này đứng lên trời. Sao mày ngu mà vậy? Mày im. Quá. Nó bị tụi quần ông già đi ở phía sau. Đúng rồi, đi phía sau. Chụp được cái quần của con dâu. Đúng rồi. Ông mới giơ lên ông nói: "Cái này phải của mày không?" Mày biết nữa. Trời ơi. Đứa con dâu vui lắm. Nó còn không biết quần của nó nữa. Nó thấy lạnh. Nó mới nói: "Tí ơi, quần đó của con ơi tí." Ông già mắc cỡ dục cái quần chạy cơ mà một đứa không dám nhìn ai luôn. Trời ơi, tao mắc cười lắm. Trời, cái chị nó kể đúng ghê. Chị mắc cười. Nó kể đúng ghê mày ơi, nó được kể đúng ghê mày. Thôi, đủ rồi. Nãy giờ mày kể hay quá ha. Con nhỏ này còn cười theo nữa. Mắc cười để nó cười. Mày cười đã chưa? Quá đã luôn. Nãy giờ mày kể hay lắm. Ừ. Kể hay thiệt là hay lắm. Cứ sao lèo bể còn hay hơn tao. Nhưng mà nó không bằng mày đâu. Ừ. Tao nói thiệt. Tao có duyên lắm. Đúng, tao biết. Tao đang nghe mày kể nãy giờ vợ tao nó cười, tao cười muốn chết luôn á. Nhưng mà chưa. Gì nữa? Tao kể cho mày nghe chuyện này nó còn tức cười hơn chuyện đó nữa. Ý, chuyện này còn mắc cười hơn chuyện thằng sáu lèo đó. Hay hơn nhiều. Trời ơi, mày kể tao nghe đi. Để tao đi kể người khác nghe. Được. Mày kể ai nghe cũng được á. Ừ. Nghe nha. Rồi. Chuẩn bị nghe. Mà chuyện này mắc cười không? Mắc cười lắm. Tao cười trước nha. Rồi kể. Nghe nè. Ừ. Nghe nha. Ừ. Nghe nha. Ừ. Bớ người ta mình đã gà vô chuồng heo nhà tôi nè. Nín tao là con đen mày, tao là vợ đó đó mày. Vậy là cái chuyện hồi nãy tao kể là mà mày hả? Tao đó mày, tao. Mày bị tụt. Đúng rồi, tao bị tụt cái quần cái mày. Mày, gì? Mày kể đó. Để tao tin tội đó. Mày nói xấu vợ tao hả? Còn cười hả? Tao đánh chết cha mày luôn. Đánh lộn hả? Chứ sao? Quấn cái đi, ông tại, tại 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 sao vậy? Tại sao phải quấn lộn? Đừng nên quấn lộn. Mệt quá. Mình là con người mà. Người mới đánh lộn mày. Biết không? Mình là con người mình. Tại sao không dùng lời nói mình nói chuyện, chỉ có con gà nó nói không được nó mới đá nhau. Đúng không? Phải, ha. Mình nói chuyện với nhau lời hay lẽ phải. Đứng đây tao nói mày nghe, tao đừng nè. Nên đánh lộn. Đúng rồi, chặt thôi. Một cái tao mà mày đi lộn tao giết mày. Tiền tao đâu có tiền tao chết rồi. 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 Tại sao mày đánh con tao? Đâu có, nó té con đỡ nó lên mà. Đỡ cái gì? Mày đánh con đâu rõ ràng à? Ủa, con ông? Nói vậy ông là? Ông là tía tao đó mày. Ý. Ông già. Ông già nè. Sao? Ông già lượm cái quẩn con dâu. Hả? Mày, trời ơi, mày dám nói xấu tao? Hả? Vậy là mày tận số rồi. Trời ơi. Ông làm gì vậy? Đánh lộn. Vào còn đánh lộn sao? Tao đánh hoài. Đừng nên như vậy. Sao tí coi chừng nó bị nó dụ quá tí nó bị. Mình là con người. Đúng rồi. Tại sao không dùng lời hay lẽ phải nói với nhau? Sao giống hồi nãy của vậy mày? Mình là con người. Đừng nên đánh với nhau. Sao giống hồi nãy vậy tía? Nó dụ con cái tía. Chỉ có con gà nó mới đá nhau thôi. Đúng. Đúng không bác hai? Bác hai ơi. Ơi. Đừng nghe nhắn đi. Nghe rồi nè. Nói chuyện bác hai nè. Dạ thưa bác hai. Thầy. 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 Thầy.
mày 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 ông già, ông già ở vô. Sao? Ông già không chịu tâm. Sao? Rồi sao? Trời ơi. Trời ơi. Già tệ hơn vợ đâu. Vợ đâu tệ hơn ông già. Cả gia đình ông già đều tệ. Cha đã. Trời ơi, chân lộn vô. Tệ. Tía, tía có sao không tía? Cái thằng đó là thằng nào vậy bay? Tía ơi, cái thằng đó là thằng ở trên thành phố, nó xuống nó đá gà, rồi nó bị lính bắt, nó dí nó chui vô chuồng heo nhà mình á, con kêu lính tới bắt nó đó tía. Trời ơi, nó kệ nó, đá ăn thua kệ nó, kêu lính chi? Trời ơi, phải chi nó đá gà không nói chi? Nó là bạn của thằng Sáu Lèo á, nó xuống nó xấu gia đình mình đó tía. Tía ơi, bạn của Sáu Lèo. Ủa mà tía? Hồi nãy tía lên tỉnh tía bịt miệng cái thằng đó nói xấu nhà mình sao rồi tía? Tới số với tao chứ sao? Ủa vậy hả tía? Trời vậy? Ơi bay biết không? Tao dạ? Nể tụi bay nghe tụi bay nể tao luôn. Sao tao tía? Lên tao gặp đó tao chụp ngực tao hỏi. Chụp tiền tía? Ừ. Dạ. Ê mày nói tao thấy con dâu tao hả? Đúng tía hỏi chứ. Nó chối mày. Trời ơi. Tao biết nó chối. Tao lùi đó xa. Tao bay để tao đá cái con bóp. Trời ơi. Trời ơi tía. Ủa tía có sao tía? Giờ mày mới biết nhục hả? Con nói thiệt chứ tía, con phải bỏ cái xứ này con đi con mới chịu à tía. Cái đợt mày định đi đâu? Tôi với thằng Đậu đi lên thành phố sống á tía. Đúng rồi đó tía. Họ không được đâu hai con. Ủa sao vậy tía? Cho tao can đi. Tụi bay lù khù lờ khờ về là hiền lành, làm sao lên thành phố mà sống được? Trời ơi tía, chứ thử tía nghĩ coi, con ở đây con có sống được không? Bước chân ra đường cái nó bu là nó chọc. Tía ra đường nó chọc tía. Con đen ra đường nó chọc con đen. Làm sao con chịu nổi? Con nói thiệt chứ tía, con phải đi tía. Nhưng mà lên thành phố tụi bay sống làm sao? Tôi với thằng Đậu đi làm sống chứ làm sao tía? Làm gì? Bắt chim chép thôi. Trời ơi, bắt chim chép hoài à. Thành phố làm gì có chim chép mà bắt con? Bởi vậy tía. Con thiệt, con phải lên thành phố thôi tía. Con lên thành phố con sẽ làm ăn từ từ. Con làm ăn từ từ. Con sẽ làm giám đốc tía. Hả? Con làm giám đốc tía. Ủa đậu mày làm giám đốc với đậu? Ừ. Tao làm bốc xếp được không mày? Mày, tụi mày khờ quá. Tao làm giám đốc tụi mày phải làm bà giám đốc biết không? Tao làm bà giám đốc. Tao với mày sẽ mình sẽ ngồi trên xe hơi. Mày biết xe hơi không? Cái xe hơi có phải là cái xe có bốn á đậu? Đúng. Trời tao ơi, tao phải cái xe lắm không mày? Tao phải xe lắm không mày? Bỏ về tao với mày mặc đồ đẹp. Đồ đẹp đẹp. Tao với mày bước xuống xe. Nghinh cái mặt lên. Mày nhìn coi, nó nghinh mặt lên để coi nó còn dám nói xấu. Tía nói xấu tao với mày là tệ hơn mày, tệ. Mày nói tệ hơn tao hả? Ừ. Mày nói tệ hơn tao. Mày chịu không? Mày dám đi với tao không? Mày đi thì tao đi, tao chịu chứ. Chịu không? Ừ. Nhưng mà tao mà đi rồi ở nhà ai bắt chem chép cho tía với bà nội à? Ờ ha. Tía ơi, tía làm gì tía? Tao suy nghĩ. Trời ơi, tía suy nghĩ sao giữ con chuối tía. Trời ơi. Suy nghĩ coi cái chuyện này nó làm sao. Tao thấy là không sao đâu. Sao vậy tía? Tụi bay cứ việc đi. Bà nội tụi bay nói đó. Đi một ngày đàn học một sàn khôn. Bấy lâu nay đó là tao cưng tụi bay, tao cứ ru rú tụi bay trong nhà hoài. Thấy không? Thành ra tụi bay khù khờ như vậy đó. Nay có dịp tụi bay cứ lên thành phố một chuyến làm ăn có thử ra làm sao. Ê Đen ơi, vậy là tí cho mình đi rồi Đen. Tí cho mình đi rồi. Mình đi nha. Ừ. Nhưng mà đầu nhưng tiên... mà cái gì nữa? Mày sửa soạn lên được đi. Tí nhưng mà đầu tiên tí
Đầu tiên là gì? Nó nói là đầu tiên có nghĩa là tiền đâu á Tiến. Ủa, con nhỏ này nó khôn đột sức. Con nhỏ lớn tao mới thấy nó khôn nữa nha. Tí ơi, bà giữa nó tí ơi. Bây mày nó khôn chứ bà giữa cái gì. Thôi được rồi, tao lo cho nó, tao lo cho đứng để chờ tao chút đi. Tao vui thích cho mình đi rồi. Ủa tí vui quá hả? Hay lên thành phố mày đừng ăn hiếp Tăng nha mày. Không đâu, tao thương mày mà, sao Tăng hiếp được. Tao nói cho mày nghe nè, mình sắp là người của thành phố rồi. Mày đừng có kêu tao bằng mày tao nữa, vợ chồng kêu mày tao nghe cười lắm, người ta cười á, cười vô mặt tao, cười vô mặt mày đó. Cháu mày kêu tao kêu mày bằng cái gì? Bằng anh đi. Bằng anh hả? Ừ, anh. Cháu ơi, tao mắc cỡ không mày ơi. Kêu thử đi, kêu đi, tập đi mà, mày không kêu tao hả? Tao không cho mày đi á, tao đi mình. Được rồi, để tao kêu mày. Kêu đi. Anh ơi. Trời ơi, đảo quá. Nhưng mà mày kêu tao bằng cái gì? Tao kêu mày bằng em. Em thử nha, tao mày thử được cái nữa nha. Em. Anh ơi. Trời ơi, tao mắc cười á. Đó, được rồi đó. Nha, nhớ kêu tao bằng anh nha. Tao biết rồi. Trời ơi, Tiến làm gì lâu dữ mà. Tiến làm gì chẳng lâu vậy ta. Tao nghe tụi bay nói chuyện người ta không dám ra. Sao Tiến? Tụi bay kêu vậy đâu có ngọt. Vậy chứ kêu sao Tiến? Đây là tao chỉ cho nè. Dạ. Hai đứa muốn kêu nha ngọt hay kêu chè ơi. Nó ngọt dữ lắm. Trời ơi, chè là phải có đường kia. Biết cái này gì không? Cái gì vậy Tía? Ngồi xuống ta chỉ cho mắng mà Tía. Bay. Dạ. Nè, tụi bay này lắng tai nghe nè nha. Dạ. Đi nè. Ủa, chú lắc bầu cua hả? Không phải. Chứ cái gì vậy? Có nghe gì không? Dạ không. Không nghe, tại nó đặc quá, không nghe. Dạ. Đây là coi nè, ngon nè. Khoan, coi có ai không? Không có ai hả Tía? Nè, có ba thằng mình thôi à. Quay, hổ mày, cứ thằng luôn hả? Dạ không có, còn quên. Coi nè nghe. Dạ. Thôi chó. Tên. Trời ơi, cái gì mà sáng chói đâu ơi. Vàng đen ơi, vàng, trời ơi, vàng, nhiều quá. Trời ơi, Tía bụm miệng nó lại đi, Tía vàng mà mày la to như vậy, bà con người ta tới người ta coi sao mày. Mày im đi, mày la to người ta mày. Tao giả cái mặt, chứ chừng chừng. Vàng mày la, ông xong hết rồi, ông cướp tôi đi giết, chết hết chừng sao. Có đâu, Tía có bỏ mà. Mày biết từ đâu có không? Dạ không. Mới ban ruộng. Tội sao vậy Tía? Mình có mấy công, mà làm ăn thất bát không được. Dạ không. Mình có 4 công. Ừ, dạ. Bây giờ tao bán bớt 1 công. Để cho cái con đen này nó đi buôn bán làm ăn với người ta. Ôi. Nhưng mà Tía thấy nó khù khờ quá, Tía còn cất ở đây nè. Đúng rồi Tía. Ừ. Nhưng mà Tía. Gì? Con nói thiệt Tía nha. Bây giờ con mới biết á. Biết gì? Tía xấu á. Gì? Tía có vàng mà Tía giấu. Mày ngu quá. Tía cắt cho cháu có gì? Giỏi. Nhưng mày thấy nó khôn không? Trời ơi khôn gì Tía ơi. Ai dựa nó Tía ơi. Thôi đừng có nói bậy con. Dạ. Nghe Tía dặn nè. Ra đi cái đường đời nó trông gai hiểm trở đó. Dạ. Thấy không? Không biết. Hai con phải dựa nhau mà sống với nhau. Dạ, đó mày thấy không? Mày thấy không? Mày nghe Tía nói không mày? Mày biết đâu mày? Tao nè. Mày nghe Tía nói không mày? Phải đưa cái lưng cho tao dựa đó mày. Biết rồi, tao đưa mày dựa. Nhưng mà mày phải dựa tao à, mày không dựa được thằng khác rồi nha. Tao biết rồi, mày đưa cái lưng cho tao dựa rồi cho. Rồi nè. Dựa gì đó, đã không? Thôi, đã gì? Kêu hai giấy dũi. Tao Tía ơi. Đây, biểu vô coi. Mới khen khùng giờ khùng rồi. Nè. Dạ. 20 chỉ đó. Tôi giao là lên thành phố mới làm ăn chỗ đàng hoàng nghe không? Đó, 20 khoản đó đó. Tía. Tía đưa hết cho con vậy rồi. Ở nhà Tía với bà nội sao? Không sao đâu, tao còn 3 con ruộng tao lo cho bà nội mấy được rồi. Con tính không tiện đâu Tía ơi. Ấy như vậy nha. Tía. Tía giữ khoản này Tía lo cho bà nội lúc đau yếu đi Tía. Thôi vậy cũng được. Còn con 19 khoản. Con đi làm ăn được rồi Tía à. Đi con, sửa soạn rồi lên đường. Con có gì đâu sửa soạn Tía, hai vợ chồng con nói Tía được cái buôn, có một bộ đồ à. Vậy hả? Dạ, không cần sửa soạn gì đâu Tía. Nhưng mà một bộ thì cũng lấy vài bộ rách, đem theo rồi lên thay đổi chứ không lẽ mặc bộ đồ hoài vậy sao? Ủa Tía, lên trên thành phố mình cũng mặc đồ rách được hả Tía? Nghe lời Tía vô soạn đi con. Chào con sướng quá, chào con lên thành phố sướng quá, chào con lên thành phố sướng. Đừng có nhảy, chào con gái mà nó đưa đi rồi nhảy vậy đó. Đâu? Dạ. Sao vậy Tía? Tội nghiệp con thôi quá. Tía đừng có khóc mà. Dạ có mấy đứa tụi bay hủ hỉ. Nay tụi bay đi rồi. Tao cảm thấy nó cô quạnh làm sao. Tía à, Tía đừng có buồn nữa Tía. Con không làm cho Tía thất vọng đâu. Con làm giám đốc con mới về Tía. Tía xong rồi Tía. Dạ. Đâu, ghét mày này đâu. Tao. Dạ. Nó vàng, mày cắt đi. Chôn cái dưới á, để đồ đất lên trên.
không biết cho tía. Đậu. Dạ. Đen. Vậy. Dạ cho gì vậy? Mày hóng à. Ừ. Tía dặn nè, tôi dép còn mới nha. Dạ. Sáng dữ nghe không? Ở trên thành phố đó dở cái chân lên nó lấy, dở cái chân lên là nó lấy hả? Vậy hả tía? Ừ. Hai con ơi. Dạ. Đen Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Đen Quý Minh ngọn tỏ ngọn lưu. Bây 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 giờ con đã hết ngu. Con lên thành phố kiếm xu về xài. Đó mày thấy không đậu? Con vợ mày nó khôn quá đậu ơi, mặc dù đâm hơi. Tía ơi, tía nhìn kỹ cái mặt nó coi bà vừa nó tía. Thôi thôi thôi, hai con cái chuẩn bị lên đường. Con xin tạm biệt tía. Con đậu đậu. Gì mày? Tao cũng tạm biệt tía, tao đi hả mày? Mày đi với tao mày tạm biệt tía chứ để tao cầm cho. Con tạm biệt tía con đi. Đậu. Tía. Đen. Tía. Trong giây phút chia tay, con nhìn cha thêm buồn. Thôi mây cao trên bầu trời xinh sáng soi lòng, con đây xin hứa kiếm thêm mấy trăm cây vàng. Đường dù xa thiên lý, cha nhìn con thêm sôi sục. Cha mong sao trong ngày về con lắc lư ngồi trên xe bốn bánh. Hai ba cùng cười ha ha. Thôi đậu đen đi đi, đừng đứng đó để đường đầy đau đớn. Con tạm biệt tía. Tía con đây. Tạm biệt. Con đi nghe tía. Tạm biệt. Gớm khổ, Tết nhất đến nơi ế chảy ế thiêu, chả ai xem bói gì cả. Từ sáng giờ chả ai xem được đồng nào. Toàn uống nước lã cầm hơi. Gớm. Cứ hề ai khổ thì mới xem bói, chứ còn nó sung sướng quá chả ai xem. Ai đấy? Chắc có mối rồi. Alo. Mày à? Thằng Đại chứ gì? Thằng Đại chồng con chào á, hai vợ chồng mày là chào Đại đấy. Gặp ai chả biết ai cứ chào Đại. Cái gì? Thì hôm qua mày bảo với tao là mày nằm mơ mày thấy con dê nó vào vườn nhà mày. Ừ thì đúng rồi, con dê là 35. Cái gì? Nó sổ ra 53. Cái đấy là lỗi do mày. Mày bảo mày đuổi nó ra. Ừ. Mày đuổi nó ra thì mày phải đuổi là mày đẩy cái đầu nó ra để mày đẩy cái đầu nó để cho cái đít nó ra trước chứ. Cái này mày đuổi nó để mày cho nó quay cái đầu đi ra, nó đưa ra cái đít ra sau để nó đưa cái đít vào vườn mày thì con số 5 nó đi ngược lên là đúng rồi. Thế nó ra 53 là lỗi do mày nhá. Không phải lỗi do tao đâu. Gớm khổ. Thôi cúp máy đi. Đang bận bịu trá xem tình duyên ra đạo toàn xin số đề. Tao mà biết ra con nào thì tao ngồi ngoài này tao phơi nắng tao xem bói làm gì. Chán quá cơ. Ê kinh khủng ê. Trời ơi, bắt gặp thầy rồi nghe. Con nói cho thầy nghe nha. Con nói rõ ràng cho thầy nghe. Thầy đi đâu mấy năm nay hả? Thầy nói cho con nghe đi. Đi đâu mấy năm nay? Con tìm thầy trong cái hốc, cái hang, cái ngõ, cái hẻm. Ông cống con cũng lôi ra nữa, con tìm mà không có. Này, tao phóng cái này vào mồm mày á. Thách thầy đó. Sao mày làm tao như chuột, như rãn ấy? Mày bảo tao ở trong ông cống, ông đồ tao chui đi đâu? Thế xin lỗi nhá, đây là cô hay bà để cho tôi biết tôi còn xưng hô.
chưa có chồng, coi mấy năm nay cũng không có chồng, gọi bằng cô đi. Bực à, chưa có chồng thì gọi bằng cô à? Đúng rồi, con hỏi thầy nè, thầy coi con có chồng, con chưa có chồng mà lại con có con nữa. Có tự nhiên bây giờ dạy thầy giải thích đi, tại sao không chồng mà có con, nói cho con nghe. Mày về mày nhờ mẹ mày giải thích. Mày không chồng mày có con, tự dưng mày bỏi mày hỏi tao à? Thế mày đàn bà mày vô duyên đó. Thế bây giờ trâu trứng mày rơi lúc nào mày không biết à? Mấy năm rồi vẫn gặp con dở người. Thầy đủ rồi nha, con muốn nói dở người dở hơi, con là đàng hoàng nghe. Tôi giải thích đi. Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi không có chồng. Coi mấy năm nay tôi có chồng, rồi bây giờ tôi chưa có, mà có một đứa con làm sao? Không phải là một đứa mà là tới là mấy đứa. Nói. Ô hay nhỉ. Tao có ăn là mày không? Tao không ăn mày thì mày có con với ai thì bố tao chả biết. Bây giờ mày cứ đi hỏi một thằng chiêm tinh gia nào mà nó giải thích được cái thằng chồng mày ở đâu ấy. Này, đây tao cắm đầu xuống đất tao đi một đời nhá. Bây giờ thôi. Bây giờ đến đây làm gì? Coi bói với làm gì? Coi thử chừng nào con có chồng nè. Thế không mình... rồi. Cái gì? Coi thử chừng nào con có chồng. Xem thì lần chừng nào mày có chồng á. Chính xác. Bây giờ sao đến đây ấy là có cái vấn đề như thế này. Không có chồng ấy là do duyên. Nhiều khi là mình cũng phải là phải gieo duyên ấy, nó mới có. À, đây muốn xem ấy thì xem cho. Nhưng mà nghe giọng thì nó có cái gì nó hơi lạ lạ. Lạ lạ làm sao thầy? Như là gọi bằng cô đi thì đúng hơn. Đúng rồi, cô mà, con chưa chồng mà. Ô hay. Đợt trước thầy coi con á là thầy nói cái gì? À, râu hùm hàm én mày ngài, dây năm tấc rộng thân 10 thước cao. Con đi ra ngoài đường, con tìm hết ông này ông kia. Con có râu quai nón là con nói là anh ơi cưới em đi. Ông nói, ông nhìn con đấy. Gì kỳ vậy? Cô khùng hả? Ông nói con câu, ông phán con câu vậy. Rồi con đi tìm người khác cao hỏi ông nào to cao là con nói con tới con cưới, con xin cưới mà ông không có cho. Cũng là cái câu nói của thầy, cũng là cái câu nói của thầy. Thầy nói là coi sai á, là thầy nói là guarantee refund. Cái câu nói của thầy mà con bỏ tiền ra biết bao nhiêu năm nay con tìm thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy trả tiền lại cho con. Thế là cái thằng đấy nó chửi mày điên đấy, là đúng rồi đấy, tao còn là bảo mày điên đây này. Bây giờ ngày đấy mày đưa tao bao nhiêu tiền để tao xem cho mày cái quẻ bói đấy. Bữa đó con đưa cho thầy 50 đồng rõ ràng luôn. Thế có 50 đô thôi mà mày đi tìm tao vì cái chữ guarantee refund. Thì đó, đó mà có một cái 50 đô thôi mà mày bỏ mấy năm rời ra, mày bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mày đi tìm tao, có phải là mày điên không? Bây giờ mày nói cái câu mà dâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao thì nhận ra rồi, tôi nhận ra cô rồi. Đó. Xong dạo này nhìn đẫy đà thế, nó nở lên như cái bánh phồng tôm đấy. Mà trên cái bánh phồng tôm ấy còn treo hai quả bưởi năm roi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao thầy một thầy đuôi mà sao thầy biết con? Thầy biết này, con sửa ngực. Tôi nói cho cô nghe nhá. Ông giời, ông đã lấy của tôi đi đôi mắt thì ông cho tôi là cái mũi. Cái mũi tôi ngửi được. Cô chỉ thoáng qua thôi là tôi nghe mùi mỡ. Thôi nói thiệt ra thì thầy coi bói thì giấu thầy cũng không được. Thì thầy coi con á, là thầy nói con là con sẽ có chồng, chồng con to cao đẹp trai. Nhưng mà thế này, cô đi tìm tôi ở đâu mà tìm không ra? Cô đi tìm những chỗ nào mà cô tìm tôi không ra? Con tìm thầy ở chợ Tân Định nè, ở Sài Gòn, khắp cái Sài Gòn chợ nào con cũng tìm. Rồi có người ta nói có thể ông ngồi trong ống cống, con xuống ống cống con lôi ra cũng không có. Đó, cô hỏi cái gì mà người ta bảo tôi ở dưới ống cống? Tại vì thầy bói là thường thường ngồi ống cống. Cô hay hỏi là ngồi... tên tôi tên gì mà cô bảo tôi? Con hỏi là tên Gia Cát Lạng ở đâu? Thì người ta mới nhìn con, người ta nói là cái con này nó khùng hay sao á. Ở đây có Gia Cát Lượng chứ làm gì có Gia Cát Lạng. Người ta nói con vậy. Nên con cũng bị quê chứ. Quê cái gì? Hỏi đi để cũng phải lựa người mà hỏi. Hỏi thì phải hỏi người kiến thức, người có học thức, có văn hóa thì người ta mới hiểu được hết cái tên của tôi. Đây, tôi đã giải thích cho cô nghe rồi. Đấy, lượng là ở trong
miền Nam người ta gọi là lượng, ở miền Bắc gọi là lạng. Ví dụ như cái câu kẻ tám lạng người nửa cân, đấy là ở miền Bắc. Còn vào trong miền Nam phải gọi là kẻ tám lạng, kẻ tám lượng người nửa ký, đấy là miền Nam. Thì hôm trước lâu mấy năm rồi coi thầy cũng nói như vậy mà con quên. Bây giờ nghe giọng cô thì tôi đoán ra rồi, tôi đó, biết rồi. Thấy không? Này, tôi không cần phải nhìn thấy là tôi đã đoán ra được người ấy như thế nào. Nghe hơi thôi, nhất thanh nhì tướng. Đấy, như là đây đây, vừa rồi đây, tôi có biết cái mặt ông Donald Trump đâu. Nhưng mà nghe giọng nheo nhéo của ông ấy, tôi đoán ngay ông ấy thế nào làm tổng thống. Thế là đúng ngay, không sai. Thầy hay quá. Đoán vậy mà cho tới giờ này, vậy là thầy nói sai bét luôn rồi đó. Tới giờ này con cũng đâu có chồng đâu. Mà con nói thầy, con giải thích, thầy giải thích cho con, thầy cũng không có giải thích được. Thế bây giờ đến để làm gì? Đến để xem bói đi. Đúng rồi. Để chờ tí đi. Để đây này. Để xem bói là phải lấy hẹn, là phải có appointment ông. Trời ơi, bị đuôi mà coi làm sao thấy được. Ô hay. Người ta mù thì người ta có cái kiểu xem của người mù chứ. Chứ ai cấm người mù viết nhạc, ai cấm người mù viết văn. Để xem chỗ nào vậy? Để xem chỗ nào trống trống rồi nhé, cô vào này. Đây, không? Đây, 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 có rồi đây. 3 giờ ngày thứ tư nhá. Rồi đến đây xem. Thế thôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông luôn á, con đường đi không có ai, đi ngang qua không có một bóng người, rồi cũng không có nữa chứ đừng có nói chi mà coi bị đặt ế chổng gọng luôn, bị đặt nói coi bói rồi rồi coi dừa. Đây tôi nói chảnh dừa thôi, không chảnh chẹ gì cả. Đấy là nguyên tắc, khi đã đặt ra nguyên tắc là mình phải tuân theo nguyên tắc. Nhiều khi đói thối mồm ra nhưng vẫn không xem. Thì ra là thầy đang đói vậy. Ê, bây giờ có xem không? Thôi bây giờ vậy đi. Xem xong rồi tôi, tao đi ăn chứ tao đói quá rồi. Thôi nói là tại vì cô đi tìm tôi mấy năm nay tôi mới xem cho cô đấy. Không là tôi không xem đâu. Thôi con biết rồi, con cảm ơn thầy. Thầy qua bên kia nó có quán phở kìa. Đó, thầy ăn đi. Thầy ăn đi chứ không thôi thầy đói rồi nó qua mắt làm sao thầy coi con được. Mày điên à, mù mà hoa mắt cái gì. Ủa vậy hả? Bây giờ đặt tiền đi. Lần trước xem ấy là đặt bao nhiêu? Lần trước xem là... không đúng là tại do cô. Cô không có thành tâm. Với thánh mà cô không thành tâm thì làm sao thánh phù hộ cho cô được. Lần trước con coi con bỏ 50 mà không thành tâm làm sao. Ba cái dĩa con bỏ 50, mỗi dĩa là 50. Thầy nói sao mà con không thành tâm. Ba cái đĩa 50 ấy là lúc ấy vàng ấy là 100 đô 3 chỉ. Bây giờ mày bỏ 50 chưa được mua được 1 chỉ vàng mà. Bây giờ mày bỏ gấp đôi. Tiếng Mỹ người ta gọi là double down đấy. Không thôi, thôi vậy đi. Lần trước thầy coi con nó sai, thì bây giờ thầy coi con đi. Thầy mở rộng từ bi của thầy ra, thầy coi con khỏi lấy tiền nha. Đấy. Mày chưa gì hết mà mày đã đi giả giá với thánh. Thì thánh nào mà chứng cho mày ớm khổ. Vậy bây giờ mày bỏ tiền vào đi. Vậy con giáo bộ con bỏ tiền ra, rồi thầy coi xong thầy trả lại cho con nha. Ô thì mày đi lừa thánh à? Mày lừa mày còn kinh hơn đấy. Thế một cái thành tâm đi, bỏ vào xem thử như thế nào. Bỏ hơn hả? Double down. Có tiền đô không? Thôi tiền Việt Nam đi. Không, thánh thích tiền đô. Hôm nay ta xuất hồn ra tôi hỏi thánh rồi, thánh giáng cơ, thánh bảo bây giờ thầy xài tiền đô nó đang lên đấy. Bây giờ thích xài tiền đô, bởi vì biết sao, người mà người ta cúng cô hồn đấy, người ta còn cúng tiền đô cơ mà. Thành thử ra là thánh ganh tị, cho nên là phải cúng tiền đô. Đấy, thứ nhất là đô, thứ nhì euro, thứ ba là Canada, thứ tư là tiền Úc. Trời ơi, con phải quỳ con lạy thầy luôn á. Lạy ta làm gì? Thầy mà coi mà lần này không trúng á hả? Con cho giang hồ nó quánh chết cha thầy luôn. Á da, con xin lỗi. Không hay cái con này. Con... mày càng lúc mày càng hỗn nhá. Làm gì làm tao vẫn lớn hơn mày nhá. Đây này, ba cái đĩa này. Ba cái đĩa này là đĩa tiền tổ này. Đĩa này là đĩa tiền quẻ này. Đĩa này là đĩa tiền tiếp này. Thầy hỏi hết bà con cô bác coi có đi coi bói mà có ai cho tiền tiếp bao giờ đâu. Có chứ sao không có. Ai cho? Nhưng mà cho trước hay cho sau thôi. Nhưng mà bây giờ mày cứ bỏ trước cho nó chắc ăn.
biết bao nhiêu đứa rồi, cứ bảo là thầy xem đi được cái con cho tiền tiếp, nó xong xem được xong nó bỏ nó đi luôn, nó không quay lại, không được đồng nào. Bây giờ lấy trước tác ăn. Không lẽ viền chồng mà mình phải bán mạng vậy sao trời? Ôi giời, mày bỏ 300 đô mà mày kiếm được thằng chồng thì xin lỗi mày. Mày bỏ bao nhiêu nghìn đô mày mới tìm được tao. Bây giờ đúng mày rồi, tìm được chồng mà. Bỏ bà đi, tiếc nuối gì. Nhanh đi, tao còn làm pháp sự, tao đi ăn, tao đói run hết cả người rồi. Từ sáng giờ ế chảy ra chả có đồng nào ăn. Chán gì đâu trời, cái gì vậy trời, đó đó 300 đó. Bây giờ muốn bói kiểu gì? Hôm trước thầy bói con chuyện Kiều, chuyện Kiều đâu có đúng đâu. Bây giờ thầy coi thầy bói cái gì khác đi. Thì bây giờ tao chỉ có hai cách thôi, một là sờ mu với hai là xem chuyện Kiều thôi. Bây giờ mày không thích xem chuyện Kiều thì tao sờ mu. Mu giờ... sờ mu rùa đấy. Sống thì nhờ cái mu rùa với lại cái chuyện Kiều thôi. Bây giờ muốn xem nào, muốn sờ mu hay là muốn... Này, cầm hương đi. Ở khoan chờ tia tí. Chết rồi, ai? Alo, lại mày nữa à? Sao mày suốt ngày cứ để đón thế hả con? Thế sáng nay mày ra mày gặp ai trước? Gặp cái gì chứ? À, gặp cái con đang cấy lúa. À, nó cấy lúa. Nó cấy lúa thì nó cong người xuống. Nó khom người xuống thì mày đánh con tôm đi. Ừ. Nhưng mà này, lúc mà mày vừa nhìn thấy nó là mày nhìn thấy cái đầu nó trước hay là nhìn thấy cái mông nó trước? À, nhìn thấy cái mông nó trước à? Thế là đánh con tôm nhưng mà phải đánh thối thân nữa. Ừ, thế đánh con tôm vẫn là 31 nhá. Còn đánh thối thân thì mày đánh con bào ngư đi. Bố tiên sư mày không biết con bào ngư là con gì à? Nó bằng bằng cái bụng tay này này. Mẹ tiền mày đánh số đề, mày để mày ăn con bào ngư đi cho cuộc đời mày biết. Bây giờ bố tao cũng chả biết con bào ngư số mấy. Bây giờ mày cứ ra chợ mày hỏi nó bao nhiêu một cân rồi mày lấy cái số tiền đấy, mày lấy cái số mày đánh. Nhá, suốt ngày cứ đề đóm, tôi nói đến đâu rồi? Rớt vậy nè, bây giờ nói thiệt á, là con cũng nói thiệt với thầy á, là như vậy. Con, thầy coi bói con xong á, con tìm hoài, con thấy cái thằng nào nó cưới con hết á, thì con mới đi, tình cờ con gặp chị Kỳ Duyên. Chị mới biểu con á là, nếu mà em như vậy á, thì em đi sửa ngực đi. Đấy, em đi sửa ngực và em đổi tướng đi, là em có chồng liền. Đây, bói Kiều nha. Thì bói Kiều, giờ biết sao? Mày khấn đi, tao làm pháp sự. Lần này mà không trúng là con cho giang hồ nó dập thầy luôn đó, con nói trước rồi đó. Bà về bạc nhã thuyền hoa con hương đệ tử gần. Mày nín mẹ mày đi. Cái gì thầy kêu con nhắn mà. Tao đang kêu bà về bác thuyền bác nhã vừa đến nơi mày hát xì nó lại lùi. Mày khấn, mày cũng khấn nhẹ nhẹ chứ mày cứ khấn, mày cứ hát hát. Thì tại vì con vẫn là nhập tâm chứ con mới hát. Tao nhập cái này, mày nhập là gì? Mày khấn là mày chỉ để tâm thôi, để tâm chứ không cần nhập tâm. Tao mới nhập tâm này. Rồi, vậy xong rồi, xong chưa? Để tao cắm vào cho. Bà về bát nhã thuyền nè hoa con hương đệ tử gần xa đấy. Mày lại đẩy thuyền đi rồi, thôi mày dở đại đi, mày đọc đi. Tao mệt quá rồi. Con lại trợn lại Phật cho con lấy một chồng đi cho rồi, chứ bây giờ nó già lắm rồi, nó già với trái cà rồi mà chúng chưa có chồng. Đọc đi. Nhát trong lờn lợt màu da, ăn gì to nấy để đà làm sao. Thôi đó ông, nè à, này này mày đọc nhầm rồi đấy này. Ông Nguyễn Du ông không có có ghi cái chữ ăn gì to nấy. Ăn gì to lớn để đà làm sao. Tụi con từ tiếng Hoa con nó không biết đấy.
tiếng Tàu mà làm sao con biết con vịt đâu nha, là nha trông nhợt nhợt màu da, ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Thế ngày trước mày bốc cái câu là vai năm tất rộng thân 10 thước cao, thế bây giờ là ăn gì to lớn đấy đà làm sao. Đấy, hai cái nó liên quan nhau. Chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ tránh khỏi một thằng chồng béo được. Chết, sao cuộc đời con khổ vậy thầy. Đây, còn cái chữ nhác trông nhờn nhợt màu da. Cái màu da này là nó nhờn nhợt, nó không trắng hồng, nó cũng không trắng xanh, mà nó trắng như theo cái kiểu là sắp tẩm liệm ấy. Trời, thầy nói gì ghê vậy, giống như là người chết vậy thầy. Hồi. Không, không, người chết nó trắng xanh. Tao đang tìm cái từ nào đây này. À không, nó giống như là mới vừa rút ống còn thở ngóp ngóp vài hơi rồi cái... Không, con mới tin là vậy thôi con khỏi. Thằng này ấy, trước tiên đây là nhát trông nhợt nhợt màu da, là chắc chắn thằng này nó là phải thiếu máu. Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao, đấy là nó ăn, nó rất ăn, rất là tạp, nhưng mà nó vẫn không hồng hào được, chứng tỏ thằng này nó phải bị tiểu đường. Thầy giải thích ăn uống giống như heo ăn vậy thầy. Đấy, thằng này nó phải tiểu đường. Cái chồng con kiểu này thôi vậy con ở vậy cho rồi, chứ con lấy chồng làm gì. Không bao giờ tránh được đâu. Thánh đã phán thì không bao giờ mày tránh được. Bởi vì trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu là gẫm thay muôn sự tại trời, trời sinh phải bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thầy, khoan khoan đó thầy. Ủa cái gì vậy thầy, rút vô tiền liền vậy, con chưa coi xong mà. Xong hay không xong, tao tém tao đưa tổ rồi. Tao tém ngay tao đưa cho tổ rồi. Chào thầy. Ai đây? Con thầy. À, đi chỗ khác chưa, đi đang có khách nhá. Dạ con đâu có tới đây để coi bói đâu. Tại thất tình lang thang đi mỗi chân quá, thấy ghế trống ngồi nhờ chút. Không, khi nào không có khách thì muốn ngồi bao nhiêu ngồi. Bây giờ đang có khách, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Thầy chưa coi xong mà sao thầy thấy lấy tiền con đau lòng quá. 300 đồng đó thầy, vô trong trả lại con nha. Thì từ từ đấy, mày đã bốc rồi. Nhát trong nhợt nhợt màu da đấy. Ăn gì to lớn đấy đà làm sao đấy. Thầy, thầy. Cái gì? Thầy. Thầy, thầy mới cho coi cho con tuần trước đây mà. Tuần trước là mắt thầy sáng, sao bên đây đuôi rồi. Có lẽ dữ vậy. À, điều này chắc coi cho ai trật là chắc thằng đó nó múng con mắt luôn cái gì. Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi xem cho ai ấy là tôi nhớ giọng từng người một. Tôi chưa bao giờ xem cho anh thì anh đừng có vu oan giá họa cho tôi như thế. Có mà, con xạo thầy làm cái gì. Đâu thầy gỡ mắt kiến ra con coi kỹ. Này này, anh đừng có hỗn nhá. Tự dưng tôi mù thế này, anh bảo tôi dở mắt kính ra cho anh xem là xem cái gì. Này, nói nghe nè. Anh vừa phải thôi chứ. Ủa, lúc trước anh có coi ổng hả? Chắc chắn. Chắc chắn là ổng mà. Tôi xem anh cái gì. Anh có nói thiệt không? Đây nè, cái tuần trước á là mắt ổng còn sáng lắm. Ổng ngồi nói chuyện với tôi, rồi có con nhỏ mặc váy đi ngang, ổng lo nhìn mà rớt nước trà đổ vô quần ổng luôn mà. Này này nè, con nghi lắm luôn rồi nè. Ta bảo cái này nhá. Đây nhá, đừng bao giờ hất đổ chén cơm người khác nhá, thất đức lắm nhá, đi nhá, phản ngay nhá. Không có đâu, trời đất ơi, thầy quên rồi. Quên cái gì, quên làm sao được, tôi xem anh cái gì. À, thầy quên cho con nhắc. Lúc đó đó là con coi bói Kiều, con mở ra trúng nhầm hai câu. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thầy giải thích cho con là con sẽ gặp được một cái chuyện tình bất ngờ khơi khơi ở ngoài đường, không cần phải hẹn hò, không cần ai giới thiệu hết. Đó, thầy nhớ chưa? Tôi đã bảo không xem cho anh mà. Anh đi đi, làm chuyện này, người ta đang làm ăn mà thì phá. Thầy phải thầy Gia Cát Lạng không? Hay là ai? Ông Gia Cát Lạng nè, đó. Ông Gia Cát Lạng đó, ông coi xe bét luôn á. Thôi, mà không nói chuyện với ông đó, đi. Anh, khoan đã, khoan. Anh, đừng có đi. Gì? Để tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Đứng đây đợi một chút đi. À. Thầy. Cái gì? Hãy thầy coi con là... nhát trong nhìn nhát trong màu da. Nhát trong lần lượt màu da. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thầy ơi, hình như ổng rồi nè thầy. Y chang luôn á. À thế à? Ừ. Ừ. Thông minh, cô thông minh đấy. Dạ. Cô thông minh đấy. Con biết mà, con biết con thông minh mà. Tha vào. Anh tới đây em hỏi nè. Gì cô?
Con cho tôi nhìn coi. Ừ. Nhát trong lần lượt màu da. Cái mặt của anh nè, giống như là ông tả là rút cái ống nước gì ra đó, anh sắp chết đó. Nó tái nè. Gì vậy? Rồi ăn gì to lớn, đẩy đà làm sao? Thì sao? Bé mẹ hỏi nó có thiếu máu không? Khoan con chưa? Em hỏi anh kỹ, anh phải nói thiệt nha. À. Cái này là quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm nghe anh. Sao? Anh có bị thiếu máu không? Có. Tôi bác sĩ nói tôi là thiếu hồng huyết cầu. Hả? Vậy anh có đái không? Ủa đó ai không đái? Không phải. Ý em hỏi là anh có bị tháo đường không đó? À đái tháo đường á hả? Đúng rồi. Trời ơi, đái tháo đường là đái hết hồn. Có tôi bị tiểu đường 10 năm rồi. Mà làm gì có hỏi kỹ quá vậy? Vậy là anh à. Cái gì? Anh đang thất tình. Còn anh, em đang tìm tình. À. Mình lấy nhau đi anh. Cái gì? Mình lấy nhau đi. Cái gì vậy? Anh lấy em đi anh. Cái gì thầy? Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Đi chúng mày lấy nhau đi, tao lại chúng mày. Lại chúng mày lấy nhau đi. Anh lấy em đi. Thôi thì bất chấp hết, yêu nhau đi con. À đúng rồi. Người đâu gặp cỡ làm chi. Đúng rồi. Nó nè. Vậy là có duyên rồi. Nó nè. Thôi thì mình lấy nhau đi. Đúng rồi, lấy nhau đi anh, đi về anh. Đi về liền đi. Dạ, dạ, nhưng mà ở gần đây có hotel nào không? Cái gì hotel? Không có. À quên. À, đây. Thầy ơi. Hả? Con cảm ơn thầy nha. Ờ không con, có gì. Con đi. Mày lấy cái bóp cho em luôn cái đã. Trời ơi. Con lạy trời, bây giờ con đã có chồng chính thức rồi. Ê, chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ cảm ơn thầy ạ. Lần sau ghé xem nha. À thôi khỏi đi, để người khác xem đi. Giờ con có tình duyên là coi chi nữa thầy. Ồ. Hả? Khoan. Thầy à, nói thiệt nha, dỡ cái mắt kiến ra đi. Từ đầu tới cuối con đã thấy thầy rồi. Thầy đừng có giả bộ nữa, nó quýnh thấy mẹ luôn. Dỡ ra đi. Chứ con nói á, là người ta, con nói thầy á, con giặt mặt thầy ra thì con sợ là bể chén cơm của thầy. Nên bây giờ thôi gỡ ra đi ha, đừng có giả đò nữa đó. Con mắt sáng vậy tự nhiên đòi mù. Ồ. Không, anh thấy không, mình á thật sự ra con mắt sáng vậy coi bói còn chưa được, chứ đừng nói chi mà mù. Mù sao thấy thì coi. Em quá hay. Dĩ nhiên là em hay rồi. Thầy, con chỉ thắc mắc một điều, tại sao thầy không đuôi mà thầy lại tự nhận là mình đuôi? Có muốn thế đâu anh, nhưng mà đôi khi ở đời ấy, đôi lúc cũng phải giả mù để cho nó khỏi thấy cái cảnh trướng tai gai mắt đấy mà. À vậy hả thầy? Ừ. Thầy con nói nghe nè, thầy trả lại con 300 đi để con đi đánh bài thầy. Mày quên đi, mày có thằng chồng rồi. Ô, tao lấy rồi. Coi như là 300 lận đó. 300 cái gì vậy anh? 300 là cho mày lấy cái thằng mấy chục ký, bây giờ mày tính bao nhiêu một ký? Ôi, nói chị ông đứng đầu lắm. 300 mà còn tính toán. Ờ. Đi ra chào khán giả đi. Con lại thanh mơ bái gớm được 300. Tám Kim ơi, chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Ôi, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm, tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi, cái Kim này tích đích mẹ nó rồi. Không có sổ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chị sổ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái gì đó đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ quá. Cái gì ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon.
nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Được coi, cái này làm sao, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Qua tờ là nước nè, me lon, nước me lon mà, nước me lon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì me lon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái me lon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết trong watermelon. Gom... Bà nó có đầu óc bà không nào, ông nghĩ bậy bạ không à? À cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hôm rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp, đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra tập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Thôi, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy sobriety gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm chứ tôi làm gì? Sobriety là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, sobriety ai biết đâu mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng tổ tị với tôi mà quen tôi biết. Tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Tôi có gì đâu biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Giải thưởng lớn lắm. Nghe thì Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? Lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Chạy lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được. Cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra anh. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập ngậm nhảy à. Ngậm gì cốt vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Thank you.
giờ đâu vậy mà trước coi. À quên quên nè, quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Dạ. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, cho nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Cháu bò. Cháu bò hả? Không phải hả? Bà nói tôi bò bà. Ờ, tao bò. Nhạc tiếp hả? Đi. Woo. Vui buồn cùng em, đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Quá trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy chạy? Ơi, thấy sao tôi đưa bà giấy tùm lum mà. Thôi đứng lại. Anh đem yêu thương. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây này, lắc nè. Khi yêu nhau thủy xa mà gần. Hãy sống cho tình yêu, sống trong lòng anh khi tôi còn say. Lòng hát, lòng hát. Hả? Lòng hát. Nở nổi không? Nở, không, không nổi. Nở. Không nổi đâu. Rồi lên đi. Rồi lên đi. Rồi lên. Rồi làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây. Chàng quá húi. Không. Tôi biết rồi nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi ông bỏ tôi vô bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên hiểu không? Có giải đó thì được. Sao tôi nói ông nghe nè, sao tôi thấy kỳ này nghe, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không vậy? 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim tôi đổi tên Hương luôn. Hương Hương Hồn. Tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhuyễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau. Rồi tôi tập thêm cho bà đồng đi thi. Rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần kỳ cục vậy bà. Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi ở tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau ông đĩa hàng tôi hoài không nội. Đi ngõ này nè bà. Đi ngõ này hả? À. À thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi.